Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe như mình nha. Cây này form thiên nhiên. Cây này lũ quách âm thân nha mình nha. Cây này liền liền đế hết nha. Đây, ngay chỗ đây nè. Chỉ là quái luôn. Cây này có mã số là 452 nha, có tổng hoành gốc là 90, cây cao là 70. Tính từ cái mặt bầu nha. Lên tới đỉnh là 70. Cây đang nằm cái bầu ươm là 60 nhân 45 nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Nếu được chuyên ý có nhà ý thì cứ liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Số đó cũng là số Zalo của nhà vườn luôn. Phôi bằng lăng tím nha mình. Phôi này liền cốt nha. Thật ra là cái phôi này đã giao lưu rồi. Đi rồi nhưng mà bị mấy anh chơi xấu bơm về nè. Ok, rất là sung. Mình xem tham khảo luôn. Phôi bằng lăng tím cho mình nha. Rồi mã số 452. Nhà mình xem tham khảo ưng ý nhà ý thì liên hệ nhà vườn nha. Theo số điện thoại là 0889 244 699 nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.